Con này là Mazda 6 nhá. Đó, bên em bán có hơn 100 triệu thôi. Quá rẻ luôn, rẻ như một chiếc SH. Có đúng không ạ? Mà che nắng che mưa. Một mẫu xe hạng sang, xe của Nhật các nhá. Con này cùng đẳng cấp với Camry này, phân khúc hạng D này. Đó, đi khá chắc chắn luôn. Máy đang lổ đây nhá các nhá, máy đang để lổ đây ạ. Lổ im đét luôn đấy ạ. Lổ im tít luôn. Con này máy cực êm luôn. Đó, xe đã đẹp đây, phủ thêm một cái màu trắng ngọc khá đẹp luôn này các bác này. Đã lên được bộ tem này, tem mác thể thao này, các bác nhìn tem này, được chưa? Mâm đúc này, ở trang bị gương kính chỉnh điện này, túi khí phanh ABS đầy đủ. Đó, màn hình Android đa chức năng, kết hợp cam lùi, âm thanh hay, nội thất cực đẹp luôn nhá. Đó, hơn 100 triệu thôi. Form nó rất là dài, rất là trường xe. Một trong những con xe được mệnh danh là lùi đồng quê đáo nhá. Cực kỳ bền bỉ luôn ạ. Dòng này thì rất là bền rồi. Bền lắm các bạn. Xe của Nhật thì khá bền rồi. Rất là lành xe, đồ đạc rất là sẵn đồ luôn. Mazda 6 này, các này. Logo zin này, được chưa? Logo zin này. Một con xe còn chất lượng và đẹp như này đây. Bên em có cam kết bằng văn bản đầy đủ luôn cho bác là xe không đâm đụng, không gặp nước nhá. Tất cả xe bên em bán ra, tại vì sao? Bên em rất là kiểm tra, đi xem xe kiểm tra rất là kỹ về cái chất lượng xe. Xe phải đẹp, phải chất lượng bên em mới lấy nhá. Con xe này bên em chào bán mức giá là cực kỳ hợp lý cho bác luôn, 154 triệu, được chưa? Giá tốt chưa? Máy đang để lổ đây, màn hình Android này, cam lùi, cam hành trình này. Con này lên điều hòa auto rồi nhá. Thôi nhá. Đó. Form mới nó có vài chức năng khác này. Auto này. Màn hình độ lên rất là đẹp này, vừa khít này, nó không có bị gồ ghề ra nhiều nhá. Táp lô zin này. Xe băng Mazda 6. Sản xuất năm 2005 nhá các nhá. 2005. Ở hôm trước bên em cũng có một con chiếc Mazda 6 cũng màu trắng luôn, nhưng con xe đấy bên em bán rồi. Đó, con xe này thì là mới về này, được chưa? Đẹp luôn, xuất sắc luôn, chất lượng luôn các bác ạ. Giá cực kỳ hợp lý nhá, 154 triệu, bao rút hồ sơ cho các bác, được chưa? Máy đang để lổ im đét luôn. Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686. Địa chỉ em ở Yên Dũng, Bắc Giang nhé. Vô lăng đây ạ, đẹp chưa? Vô lăng zin này, logo zin này. Quá đẹp luôn. Màn hình cảm ứng này. Có chỉ đường đầy đủ nhá, kết nối YouTube này, Facebook này. Rất là nhiều chức năng luôn. Cam hành trình đây ạ. Đây là cam hành trình nhá coi nhá. Cả cam lùi đầy đủ luôn, full đồ rồi. Con này full đồ, cam lùi led căng này, được chưa? Điều hòa auto đi các bác nhá. Máy đang để lổ đây, cho các bác nghe tiếng máy các bác phê luôn. Máy nó lổ im đét luôn ạ. Con này phải nói là máy chất. Máy lổ im du này. Êm chưa các bác? Máy lổ quá êm luôn ạ. Khoang máy nó đẹp này cơ mà. 154 triệu, bao rút hồ sơ thôi nhá, bao rút hồ sơ cho bác. Dạ vâng, một lần nữa em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhá. Hẹn gặp lại các bác video sau. Thân ái chào tạm biệt các bác.